Hello, xin chào tất cả các bạn trên kênh Bonsai Tập Sự và mọi người OK trên cả nước. Hôm nay thì mình xin gửi đến các bạn một video mình đang tạo tác một đôi tán tầng rất là già và u cục. Đôi này đã được bỏ không ở trên rừng ở trên Hà Giang mười mấy năm rồi. Bác chủ nhà có nói là hình như là 13-14 năm trước cả thời xuất cây cơ. Thì hôm nay bác đã đào lên và đem về huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Và mình đang làm tại đây một loạt cây xanh rồi phi. Thì mình đang tạo những cái vết sẹo ở chỗ những cái điểm đơ để cho cây nó không có bị vô duyên. Đấy, chỗ đấy mình đang làm nó là một cái rễ rất là thẳng, cho nên là cần phải cho xử lý một nhát sẹo vào đấy. Thì một xíu nữa mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem về cái đôi tán tầng mình đang làm. Nó rất là già và nu luôn các bạn. Ở bên kia thì bác đồng nghiệp của mình đang tạo tác cái phơ xi rất là nục nè. Ở đây các bạn nhìn thấy nó đây, một đôi này nó rất là già, màu da cũng đẹp luôn. Điện thoại mình nó quay nó chưa được đẹp lắm nên là nó không thể hiện hết được cái màu da của trên cây. Thì cái đôi này mình không thể hạ thấp được các bạn nhé, tại vì ở trên nếu mà hạ thấp đi thì rất phí những cái u cái nu như thế này. Cho nên là quyết định bàn bạc với chủ nhà và để chơi một cây cao ráng tùng thì mình có thể lấy hết được toàn bộ những cái phần đẹp này, cắt đi thì ở trên, tại vì ở trên nó không có tay mấy các bạn, cho nên là cũng không thể thiết kế được mà nó thẳng đuỗn một đoạn dài như này, cho nên là để cái ráng tùng rất là hợp lý. Và đây là những cái vết sẹo mình đã làm thì nó rất là gọi là mình làm để cho nó sau này nó bo lên thì nó tạo nên một cái nét tự nhiên rất là đẹp, chứ không kiểu đục khoét đâu nhá. Đục phải có chỗ lồi chỗ lõm thì lúc nó bo sẹo vào nó mới đẹp. Và những cái điểm đục thì nó là những điểm đơ, cho nên là phải đục. Một cắt thì đi thì nó bị hụt chỗ đấy, cho nên là chỉ có đục thì để giải quyết cái vấn đề đơ thôi. Còn đây là cái bệ này nó hơi bị thoát một chút, cho nên là ghép cái ngọn của nó xuống để cho nó cân với cả cái cây bên kia cùng chất luôn. Các bạn lưu ý khi ghép cây thì các bạn nên là ghép những cái cây cái tay cành ở cái một trên một cái cây cắt ra để ghép vào cho nó đồng màu đồng chất nha các bạn, thì nó không bị lộ và sau này lên nó hoàn thiện rồi thì ra nó đồng bộ đồng đều nhau. Cái đôi này thì nó già và rất là đẹp luôn các bạn, nhìn ngoài phê lắm. Sau này nó lên rồi thì bây giờ nhìn thì nó cứ đuỗn đuỗn, nhưng mà sau này có tay bông rồi thì nó sẽ, mình nhìn nó sẽ khá lên. Nhưng mà chơi cái này nguyên cốt không nó thấy quý rồi các bạn, tại vì những cái cây tán tầng này nó phá thế rồi nó rất là u. Và đây mình đang trêu bác đồng nghiệp của mình. Mình quả chĩa máy vào cái là mặt đứng hình luôn. Đây là cây si búp đỏ nha các bạn. Cây này thì sếp mình có một pha chuyển ngọn rất là kinh điển, rất là đẹp. Bệ rễ của cây này thì nó gọi như là gần như là OK rồi. Bây giờ giật lại để cho nó ra cái móng mới, móng quặp vào, móng rồng các bạn. Móng rồng thì nó sẽ đẹp, tại vì nó rễ cũng đẹp rồi nhưng mà phải lọc bớt đi, cứ không để nó chồng chéo như thế này được. Thì đây mới là trong quá trình tạo tác thôi, chưa xong nhé. Công việc tuần này rất là nhiều, thời tiết nó đang thuận lợi cho việc làm cây, cho nên là rất nhiều chỗ gọi, toàn là những chỗ đánh cây.
đánh cây rồi mới gọi nha, bắt buộc mình phải di chuyển từ chỗ này sang chỗ kia, địa lý rất là xa. Đây hai đôi này lúc mà tạo tác xong rồi thì để bên nhau. Nói chung là cái cây này nó cốt nó rất là quý cho nên là tận dụng hết cỡ luôn. Ở đây cây si này cũng hoàn thành rồi, các bạn nhìn thấy bộ bệ thu rất là gọn luôn, cho ăn chậu nó vừa gọn mà nó sau này nó ra móng mới thì nó sẽ thể hiện được những cái móng mới mà kiểu dạng móng rồng rất là đẹp rồi. Chứ không bây giờ chơi kỹ phải dọn kỹ bệ. Con này thì cốt khá là đặc, nó có một vài cái rễ kia nhưng mà không thể cắt đi được, nhưng cắt đi thì nó sẽ bị hóp lại cái chỗ đó, thế nên là vấn đề được. Các bạn nhìn lại cái đôi tán tầng đã được chỉnh sửa rất là phê luôn. Ok, mình xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video của mình. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.